đưa em về đi trên con đê, ôm trọn miền quê anh dâu đêm, có thiên tình sự đồng từ tiên dung, câu chuyện tình yêu đẹp mãi muôn đời. Từ xa xưa, Hưng Yên không chỉ nổi tiếng với câu ca thứ nhất kinh kỳ, thứ nhì phố hiến, mà còn được biết đến là quê hương văn hiến cách mạng và anh hùng. Minh chứng, từ năm 1925, nhiều nơi trong tỉnh đã dấy lên phong trào để tang cụ Phan Chu Trinh, đòi ân xá cụ Phan Bội Châu. Năm 1928-1929, một số người đã tham gia Việt Nam Quốc Dân Đảng do Nguyễn Thái Học sáng lập. Có những người là nhân vật chủ yếu của Việt Nam Quốc Dân Đảng như Phó Đức Chính, Lê Tùng Sơn, Nguyễn Phương Thảo, Tô Hiệu, Tô Trấn. Nhưng đặc biệt hơn cả là sự kiện thành lập chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Sài Thị tháng 12 năm 1929, tiến tới thành lập tỉnh ủy Hưng Yên tại Ninh Thôn tháng 7 năm 1941. Con đường cách mạng từ Sài Thị đến Ninh Thôn mãi mãi là niềm tự hào của người dân xứ Nhãn. Sông dàn yêu thương cờ búa liềm bay trong gió, cây đa đông cao thiên chủ mỹ duyên đồn bốn đào viên phương chùa. Cuối năm 1928, đồng chí Nguyễn Tiến Trạc, cán bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, về quê ngoại ở thôn Đại Quan, gây dựng cơ sở ở Sài Thị và Đại Quan. Khi đồng chí Trạc chuyển đi nơi khác, đồng chí Cả Lâm, tức Tùng Sơn về thay, làm nhiệm vụ tuyên truyền giác ngộ một số thanh niên ở đây. Năm 1928, chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Sài Thị được thành lập. Chi bộ có 7 đồng chí, đây là chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đầu tiên ở Hưng Yên. Chi bộ hoạt động tích cực in tài liệu tại nhà ông Đào Ngọc Hoan ở Sài Thị với nội dung tuyên truyền giác ngộ quần chúng, vận động nhân dân, chống sưu cao, thuế nặng, chống bắt phu, bắt lính. Chi bộ phân công đảng viên tới các thôn Thuần Lễ, Quan Xuyên, Lan Đình, huyện Quái Châu, Giai Thôn, ấp Nhân Lý, huyện Ân Thi, tuyên truyền cách mạng. Số người được giác ngộ đầu tiên ở Giai Thôn, Nhân Lý là Mai Văn Thạnh, Trọng, Nhã, Vân, Quấn, Hiện, Liệu, Chất. Mặc dù bị bật thám và chính quyền tay sai địa phương theo dõi nghiêm ngặt và kiểm soát gắt gao, song nhờ có sự đùm bọc giúp đỡ của nhân dân, chỉ trong một thời gian ngắn, phong trào cách mạng từ Sài Thị đã lan rộng ra các vùng lân cận. Trước hết tôi phải nói là cái Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập tháng 6 năm 1925. Đây là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này. Cho nên cái tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được triển khai trên cả nước. Nhưng mà cho đến năm 1927-1928 thì cũng chỉ mới triển khai được khoảng độ 50% số tỉnh thành ở trong cả nước có cái tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Ngay ở Bắc Kỳ thôi thì đến cuối năm 1928 cũng không phải tất cả các tỉnh đều đã có tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Cho nên chúng ta cũng có quyền tự hào là Hưng Yên là nơi ra đời sớm của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên vào cuối năm 1928. Nhân kỷ niệm lần thứ 12 Cách mạng tháng 10 Nga, mùng 7 tháng 11 năm 1929, chi bộ Hội Sài Thị đã tổ chức treo cờ Đảng ở Sài Thị, chợ Trường Xá, huyện Kim Động, chợ Đìa, chợ Thi, huyện Ân Thi, tổ chức phân công giải truyền đơn, dán áp phích hoan nghênh Cách mạng tháng 10 Nga, kêu gọi nhân dân đoàn kết đấu tranh với kẻ địch. Cùng với các hoạt động nói trên, chi bộ còn tổ chức cho đảng viên học tập cuốn Đường Cách mệnh của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, nghiên cứu sách và các tài liệu từ nước ngoài gửi về. Khi thấy phong trào đủ mạnh và để phù hợp với xu thế cách mạng, khoảng một năm sau, vào tháng 12 năm 1929, cấp trên đã chính thức tuyên bố chuyển chi bộ Hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng thành chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng Sài Thị, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Hưng Yên. Chi bộ gồm 7 đồng chí, đồng chí Đào Ngọc Đoán được cử làm bí thư chi bộ.
chi bộ Sài Thị. Trước đây là thanh niên cách mạng chi hội từ năm 28 cả. Đến năm 1929 thì ở Trung về là có công bố cái chi bộ cách mạng thanh niên hội là giải tán và thành lập chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 12 năm 29, vì thế cái chi bộ này là chi bộ đứng đầu của tỉnh Thái Nguyên. Có 7 đồng chí, là đồng chí Đoán là bí thư, đồng chí Ấn, đồng chí Hồ, đồng chí Vọng và đồng chí Cửu. Với cái chi bộ Sài Thị trải qua cái hoạt động được thử thách khoảng độ 4 năm, thì đến tháng 12 năm 1929 thì cái chi bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên của Hưng Yên đấy, chi bộ Sài Thị đấy, thì chuyển thành chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng. Thế thì Hưng Yên của ta là một trong những cái nơi mà ra đời cái chi bộ Cộng sản vào nửa cuối của năm 1929, tức là trước khi diễn ra cái hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa xuân năm 30. Chúng ta khẳng định là chi bộ Sài Thị tháng 12 năm 1929 ở Hưng Yên ấy, là có ảnh hưởng rất là lớn đến phong trào cách mạng của bản thân tỉnh Hưng Yên, nhưng đồng thời có ảnh hưởng liên kết với phong trào cách mạng của các tỉnh Bắc Kỳ, đặc biệt là các tỉnh của Đồng bằng Bắc Bộ. Lúc đó mặc dù chỉ có 7 người thôi, nhưng mà từ đấy mà phát triển rộng ra trong phạm vi cả tỉnh và liên kết với các cái phong trào ở các tỉnh khác. Ngay sau khi chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ra đời, năm 1930, nhóm Nông hội Đỏ ở Đại Quan, huyện Khoai Châu đã cử người đến vận động thành lập tổ chức Nông hội Đỏ ở xã Đa Lộc, huyện Ân Thi và các vùng lân cận. Cũng trong thời gian này, đồng chí Ngô Thị Nhung, quê ở thôn Ngọc Lập, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, hoạt động ở mỏ than Hòn Khai, Quảng Ninh, bị mật thám bắt giam ở Hòa Lò, Hà Nội. Mãn hạn tù, đồng chí đã bị thực dân Pháp quản thúc tại quê nhà. Với sự mưu trí, khôn khéo, đồng chí đã vượt qua sự theo dõi, kiểm soát của kẻ địch, vận động tuyên truyền đường lối cách mạng cho những người ruột thịt và một số thanh niên tiến bộ nhằm xây dựng cơ sở cách mạng tại địa phương. Đồng chí đã tìm cách bắt liên lạc với cấp trên, đưa sách báo về cơ sở. Ít lâu sau, các đồng chí cán bộ đảng gồm Tư Già, Ba Ngọ đã về bắt liên lạc với đồng chí Ngô Thị Nhung. Từ đó, việc tuyên truyền phát triển tổ chức Cộng sản có nhiều tiến triển. Tháng 10 năm 1930, tổ chức Cộng sản ở Ngọc Lập, xã Phùng Chí Kiên, huyện Mỹ Hào, nay là phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, chính thức được thành lập. Đây là chi bộ Đảng Cộng sản thứ hai của tỉnh Hưng Yên được thành lập. Chi bộ gồm các đồng chí Ngô Thị Nhung, Ngô Thị Sâm, Phạm Phan Hiền, Huy Trương, Ngọc Mẫn. Chi bộ do đồng chí Tư Già phụ trách. Quê của ông Tư Già này là ở huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, là người phụ trách cơ sở đảng đầu tiên của huyện Mỹ Hào. Theo các nhân chứng, các đồng chí đảng viên lão thành cũng đã truyền đạt lại tháng 10 năm 1930 công bố thành lập cái tổ chức đảng Ngọc Lập tại khu ao cát. Cái khu này là một cái ao từ đời thượng cổ để lại, xung quanh là nước, ở giữa có một gò đống nó khoảng độ hơn một sào đấy, thì là toàn cây bụi rậm, và có phân công đồng chí Tư Già là chịu trách nhiệm chính. Tại huyện Phù Cừ, từ giữa năm 1939, phong trào cách mạng ở Quế Lâm, Ải Quan ngày càng lớn mạnh, thu hút được đông đảo dân nghèo và cả những người thuộc tầng lớp trên có tư tưởng tiến bộ tham gia. Trước sự phát triển của phong trào cách mạng ở Phù Cừ, đòi hỏi phải có tổ chức đảng để trực tiếp lãnh đạo. Dưới sự lãnh đạo của xứ ủy Bắc Kỳ, sự giúp đỡ của tổ chức đảng Thái Bình, đầu tháng 2 năm 1940, chi bộ Quế Ải được thành lập. Đây là chi bộ đảng Cộng sản đầu tiên ở Phù Cừ. Chi bộ gồm có 3 đồng chí: đồng chí Lý Anh, đồng chí Đinh Trọng Phương, còn gọi là Chánh Hội Phương, và đồng chí Nguyễn Đức Vũ, tức đồng chí Bình Phương. Đồng chí Lý Anh được cử làm bí thư chi bộ. Từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo, dưới ánh sáng cách mạng của Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, những thanh niên tiến bộ của Phù Cừ chịu ảnh hưởng tư tưởng Cộng sản đã mang những tờ báo cách mạng về làng Ải Quan
và Quế Lâm. Gieo những hạt mầm cách mạng trên mảnh đất quê hương dưới sự chỉ đạo của Sứ ủy Bắc Kỳ và được sự giúp đỡ của tổ chức Đảng tỉnh Thái Bình. Tháng 2 năm 1940, chi bộ Quế Ải được thành lập với 3 đảng viên là đồng chí Mỹ Anh, đồng chí Đinh Trọng Phương và đồng chí Nguyễn Đức Vũ, tức đồng chí Bình Phương. Chi bộ Đảng được thành lập đã lãnh đạo phong trào, ngọn lửa cách mạng đã được thổi bùng và lan truyền toàn huyện. Qua quá trình đấu tranh cách mạng, cuối năm 1940, đầu năm 1941, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều nhân tố tích cực, ưu tú. Một số chi bộ đảng tiếp tục được thành lập. Ngày 12 tháng 2 năm 1941, tại nhà bà Chỉ Khôi ở thôn Nhân Dục, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Văn Trạch đã thay mặt Sứ ủy Bắc Kỳ tuyên bố thành lập chi bộ ghép Nhân Dục. Chi bộ gồm 3 đảng viên, đồng chí Cai Thung, đồng chí Lê Thị Trân Phương, đồng chí Nguyễn Văn Liệu. Đồng chí Cao Văn Thung, tức Cai Thung, được chỉ định làm bí thư chi bộ. Đây là chi bộ ghép đầu tiên của huyện Kim Động và tỉnh lỵ Hưng Yên. Tiếp đó, ngày 24 tháng 4 năm 1941, đại diện Sứ ủy Bắc Kỳ và Liên Khu B đã triệu tập hội nghị tại Ninh Thôn để kết nạp đảng viên, tuyên bố thành lập chi bộ ghép Giai Thôn, Ninh Thôn và chỉ định đồng chí Nguyễn Quang Biểu làm bí thư chi bộ. Đây là chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên được thành lập ở xã Cẩm Ninh và cũng là chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Ân Thi. Ngày 19 tháng 4 năm 1941, tại Ninh Thôn, chi bộ Đảng được thành lập. 5 quần chúng ưu tú là 5 đoàn viên thanh niên phản đế trước đây đã được kinh qua giáo dục, rèn luyện, thử thách đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Đó là các đồng chí Nguyễn Quang Biểu, Trần Văn Hoan, Dương Thành Mạnh, Nguyễn Văn Phố và đồng chí Mai Văn Thạnh, do đồng chí Nguyễn Quang Biểu làm bí thư chi bộ. So với các tỉnh khác trong Liên Khu B lúc bấy giờ, Hưng Yên là tỉnh có nhiều cơ sở cách mạng nhất và tương đối an toàn. Tính đến cuối năm 1941, số thôn có tổ chức quần chúng trong toàn tỉnh đã tăng lên gấp 3 lần, từ 10 thôn lên 30 thôn so với năm 1928. Từ năm 40, trung tâm lãnh đạo của Đảng đã chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội. Và Sứ ủy Bắc Kỳ cũng lấy trung tâm là Hà Nội, hình thành cái ATK, cái an toàn khu xung quanh Hà Nội. Thì Hưng Yên mình đóng góp vào cái ATK đó, là một trong những cái nơi, cái địa bàn mà là ATK của Trung ương và của Sứ ủy. Tôi phải nhấn mạnh tới vai trò của Văn Giang này, của Văn Lâm này, của Mỹ Hào này, đấy, và một phần của Khoai Châu. Nó nằm trong cái an toàn khu xung quanh Hà Nội. Hưng Yên mình tự hào lắm, đóng góp vào cái an toàn khu chung của Trung ương và Sứ ủy Bắc Kỳ. Nhưng mà riêng Hưng Yên còn có cái an toàn khu Bãi Sậy. Cái truyền thống ấy nó tiếp tục phát triển đến cái thời Đảng lãnh đạo. Và chính nhờ cái an toàn khu Bãi Sậy này nó mới hỗ trợ để thúc đẩy, tạo cái an toàn khu vững chắc của Trung ương và của Sứ ủy. Và các đồng chí lãnh đạo của Trung ương ấy, đồng chí Trường Chinh, đồng chí Hoàng Văn Thụ, đồng chí Hoàng Quốc Việt. Thì chính đồng chí Hoàng Quốc Việt là người hoạt động lâu dài ở Hưng Yên, khắp cái địa bàn Hưng Yên. Và chính cái nhân cốt đấy thúc đẩy cái sự phát triển của phong trào. Và vì thế mà đến đầu năm 41 thì mới định hình ra được cái ban cán sự, cái tỉnh ủy của Hưng Yên. Trước sự lớn mạnh của phong trào cách mạng trên phạm vi toàn tỉnh, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo thống nhất chung. Vì thế, sau khi thành lập chi bộ Giai Ninh Thôn ít ngày, dưới sự chỉ đạo của Trung ương và Sứ ủy Bắc Kỳ, tháng 7 năm 1941, tại ấp Đanh Kẹo, thôn Ninh Thôn, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi, tỉnh đã mở hội nghị các chi bộ đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận tình hình trong nước, tình hình quốc tế, triển khai học tập nghị quyết của Trung ương Đảng. Hội nghị đã bàn bạc và thống nhất quyết định 4 nội dung chính. 1. Chuyển mặt trận phản đế thành mặt trận Việt Minh và gây dựng thêm cơ sở mới, chấp lại những mối cũ, mở rộng những cơ sở sẵn có. 2. Vận động quần chúng đấu tranh
đặc biệt ủng hộ phong trào du kích Bắc Sơn. 3. Tích cực chống khủng bố của địch. 4. Hội nghị cử ban chấp hành lâm thời gồm 5 đồng chí: đồng chí Liệu, đồng chí Vũ, đồng chí Biểu, đồng chí Thọ, đồng chí Ái, đồng chí Nguyễn Thanh Liệu được cử giữ chức bí thư tỉnh ủy. Hội nghị thống nhất các lực lượng trong tỉnh ở Ninh Thôn là mốc son chói lọi, đánh dấu sự kiện thành lập Đảng bộ tỉnh, khẳng định sự lớn mạnh của phong trào cách mạng ở Hưng Yên lúc bấy giờ. Đây không chỉ là cái nơi là thành lập chi bộ Đảng đầu tiên, mà là cái nơi liên lạc là của sứ ủy liên tỉnh B, là một cái nơi ấn noát tài liệu là của sứ ủy Bắc Kỳ, là cái nơi mà đồng chí Hoàng Quốc Việt đã từng về đây đóng giả nhà sư ở tại địa điểm này để là hoạt động cách mạng và chỉ đạo là phong trào cách mạng ở đây. Trao đổi với các cụ cao tuổi đảng trên địa bàn tỉnh, chúng tôi được biết cuối năm 1941, phong trào cách mạng trên phạm vi cả nước gặp nhiều khó khăn, địch tập trung đàn áp phong trào cách mạng ở một số tỉnh, trong đó có Hưng Yên. Một số đồng chí trong ban tỉnh ủy lâm thời bị bắt, phong trào cách mạng trên địa bàn tỉnh tạm thời lắng xuống. Dưới danh nghĩa Ủy ban Vận động Việt Minh, tỉnh ủy phát thư kêu gọi đồng bào trong tỉnh hăng hái tham gia Việt Minh, tích cực tham gia các phong trào đấu tranh chống cướp thóc, chống nhổ ngô, nhổ lúa, trồng đay, trồng thầu dầu. Thư của tỉnh ủy đã có tác dụng tốt và gây tiếng vang lớn trong nhân dân. Những cuộc đấu tranh đòi hoãn thuế, bán thóc theo giá cả phù hợp đã diễn ra ở một số huyện như Ân Thi, Kim Động, Tiên Lữ. Nhiều tăng ni đã giác ngộ đi theo cách mạng. Nhiều chùa đã trở thành nơi che giấu, nuôi dưỡng cán bộ cách mạng. Đây thực sự là một thành công lớn của tỉnh ủy. Các hoạt động nói trên đã góp phần quan trọng vào việc khôi phục và phát triển phong trào cách mạng ở Hưng Yên. Hưng Yên cũng cung cấp cán bộ lãnh đạo cho trung ương, cho các địa bàn khác, mà tiêu biểu như đồng chí Nguyễn Quyết. Cho đến giáp khởi nghĩa ở Hà Nội rồi thì đồng chí Nguyễn Quyết mới được điều từ Hưng Yên lên Hà Nội làm bí thư thành ủy Hà Nội, mà lúc đó mới có 23 tuổi và trong thành viên của sứ ủy Bắc Kỳ để quyết định cái khởi nghĩa Hà Nội. Thế cho nên chúng ta tự hào chứ, đúng không? Và ở đây cũng lại phải nói tới cái truyền thống mà ta cũng phải suy nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh. Bắc Ninh là người con của Hưng Yên và hoạt động cách mạng rất là sớm, và hoạt động ở Hải Phòng để sau này bị bắt đầy đi Côn Đảo rồi lại trở về. Thế rồi lại bị tiếp tục đẩy ra Côn Đảo. Rất là gian khổ như thế. Cho đến cách mạng tháng 8 mới được trở về. Cùng với đồng chí Lê Duẩn, Đội Bắc Tôn, Lê Văn Lương và nhiều đồng chí khác để lãnh đạo phong trào của cả nước. Đấy, ta nhìn đảng bộ Hưng Yên, những con người của Hưng Yên là trên cái tầm như thế. Cũng vào thời điểm này, các tổ chức, các hội và các phong trào cách mạng phát triển ở hầu khắp các địa phương trong tỉnh. Tiêu biểu như hội Ái Hữu ở thôn Yên Tập, xã Nhân Hòa, khu phố Văn Nhuế, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hảo, hội An Nhân của nông dân huyện Tiên Lữ, hội Tương Tế ở thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, đoàn Thanh niên Dân Chủ ở Quế Ải, huyện Phù Cử. Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh còn thành lập các tổ chức hợp pháp như hội truyền bá quốc ngữ, hội tập võ, hội bát âm, tổ đọc sách báo. Thông qua việc thành lập các hội, mục đích là để tập hợp quần chúng, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia làm cách mạng. Chị Ba Châu, tôi và đồng chí Học Phi bàn xây dựng được tờ báo Bói Sậy. Thì chị Ba Châu là tổng biên tập. Tác dụng lớn của tờ báo ra đời là góp phần thúc đẩy khắc phục cái yếu kém, cái thất bại của mình, xây dựng cơ sở, chuyển tiêu cực thành tích cực, và nhất là kinh nghiệm về toàn tổ chức giải quyết những cái bế tắc của phong trào. Đến đầu năm 1945, cao trào chống Nhật cứu nước diễn ra sôi nổi mạnh mẽ trên phạm vi toàn tỉnh. Mở đầu là trận đánh Đồn Bần đêm ngày 12 tháng 3 năm 1945 đã giành được thắng lợi giòn giã. Đêm ngày 14 tháng 8 năm 1945, Việt Minh huyện Phù Cử đã chớp thời cơ tấn công vào huyện Đường, giành được thắng lợi. Tiếp theo Phù Cử, các huyện khác đều khẩn trương khởi nghĩa giành chính quyền.
chỉ trong vòng một tuần từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 8 năm 1945, các huyện thị trong tỉnh đã nổi dậy, khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân. Thì sau khi chúng ta có cái chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta ngày 12 tháng 3 năm 45 đấy, thì ngay ngày 12 tháng 3, Hưng Yên đã tiến công rồi với cái trận Bần Yên Nhân đấy. Tự vệ cứu quốc của ta đã tiến công đồn Bần Yên Nhân, giải phóng Bần Yên Nhân. Và lúc đó thì mùng 10 tháng 3 là khởi nghĩa nổ ra ở Thanh La, ở Tuyên Quang. 11 tháng 3 thì khởi nghĩa nổ ra ở Ba Tơ, Quảng Ngãi. Thì tôi chỉ so sánh ba cuộc khởi nghĩa đó. Thì khởi nghĩa Ba Tơ và khởi nghĩa Thanh La là ở rừng núi. Lực lượng địch nó còn yếu lắm. Thế nhưng mà riêng Bần Yên Nhân, một cái đồn rất là mạnh của nó mà mình tiến công và thắng lợi. Cho nên cái trận đánh ở Bần Yên Nhân 12 tháng 3 năm 1945 mà nó có ý nghĩa rất lớn đối với phong trào của cả cái địa bàn Bắc Kỳ, giữa đồng bằng, giữa Thanh Thiên, Bạch Nhật mà quân mình dám tiến công nó và giành thắng lợi. Thì cái ý nghĩa rất là lớn cho cái tổng khởi nghĩa để đến 22 tháng 8 là Hưng Yên khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn tỉnh. Đó. Thế thì có thể nói đấy là những cái điều mà đáng tự hào, và nó cũng bắt nguồn từ cái chi bộ giải thể. Chứ nếu không có những nhân cốt đấy thì không thể có được phong trào sau này. Ngày 23 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Nhân dân Cách mạng Lâm thời tỉnh Hưng Yên chính thức được thành lập. Thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa vũ trang ở Hưng Yên đã góp phần vào thắng lợi chung của cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 trên phạm vi cả nước, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Năm 43, tôi được chỉ định tham gia vào tỉnh ủy và tôi là người phụ trách phía Nam Hưng Yên. Đồng chí Hoàng Quốc Việt hoan nghênh Đảng bộ Hưng Yên từ thất bại đã xây dựng thành công do thực hiện chỉ thị của Trung ương, biết nắm xây dựng cơ sở, biết biến ngay lực lượng thù địch thành lực lượng cách mạng. Ta thực hiện được cuộc cách mạng vĩ đại chính là ta giải quyết được vấn đề xây dựng lực lượng cách mạng, giải quyết được phương thức cách mạng. Đảng bộ Hưng Yên đã nêu được một kinh nghiệm lớn cho Đảng là xây dựng cơ sở, xây dựng khu an toàn, biến lực lượng phản động thành lực lượng cách mạng thì cách mạng thắng lợi. Có thể khẳng định, kể từ khi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên tại Sài Thị, đặc biệt là từ khi thành lập Ban Tỉnh ủy Lâm thời tại Ninh Thôn, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã đoàn kết lãnh đạo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đấu tranh khởi nghĩa giành chính quyền, giữ vững chính quyền cách mạng, kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Điểm nổi bật là ở bất kỳ giai đoạn cách mạng nào, Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đều phát huy cao độ tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, phát huy nội lực, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách và đã giành được những thắng lợi vô cùng to lớn trên tất cả các lĩnh vực, xứng danh với truyền thống của một quê hương văn hiến, cách mạng và anh hùng. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh lúc sinh thời hằng mong muốn. Miền trời xa xưa nơi đây phố hiên, bao khó nhọc công sức ông cha để dệt theo nên đất quê nhà, khắp bốn phương trời người ca phố hiên, ai qua đây vẫn còn nhớ về bao nữ kiên cường diệt thù hoàng ân, từ quê hương bay xây đứng lên khi chiến công đầu lịch sử